Dạ, test thử con ly phân 6,5 cốc thẳng nha. Này là độ nhớt kia là 800 ml thôi nha con, là khoảng hơn 3 xỉ một chút đó. Bà con muốn cho nhất 3 xỉ là 800 là vừa mà xài nhất xỉn rồi con. Nhất tốt, nhất bôi trơn tốt, làm việc với môi trường khắc nghiệt hơn liên tục được. Này đổi 80%. Nghe đây. Bốn tê 88 không 88 đời mới chưa xài trong thùng luôn. Không có trong thùng luôn á, chưa xài luôn á, nhật cũng chưa xài luôn á. 35 chai. Có anh kết bạn Zalo đi, em có đăng máy sẵn đó. Nó còn đang nằm bên Nhật có nghe chưa về nha. Đúng rồi, nay mua mới đem về thôi bán bệnh. À, máy phát điện phải không? Máy lạnh đúng không? Máy lạnh đúng không? Biết rồi, biết rồi. Nó là quá ok rồi, cây sang nó chơi cái đó. Rồi. Đây nhớt vừa tới miệng luôn nè. Tới miệng rồi con. Rồi. Vừa tới nhớt, vừa tới miệng rồi ok. Tại nhớt mới quá thấy không được mà con ơi. Để cho nhớt lại. Chấm thêm. Nhớ là xài luôn nha anh. Nhớ là xài luôn nha. Mở xăng là gì nha bà con. Đây, lúc mở xăng nó đang mở xăng nè. Nếu bà con lâu không xài thì phá cái con này lại nè. Cái này nè. Nên xài phải mở qua đây. Còn lúc giật phải đóng leo qua đây, đối với bà con là chưa xài. Cái đó biết làm gì à, biết sao không? Chống rớt lớp xăng luôn. Dạ. Dặn mà. Rồi. Khi muốn chạy là bật mắt lên nè bà con. Kéo dây căng hay giật là đỡ cái dây nè. Bà con hay kéo dây căng vậy nè. Mà giật đỡ cái dây lắm. Kè giật, kéo dây căng lên. Rồi vậy thôi. Đó giữ hai cái mới chạy lên cái nữa. Để chưa qua xăng. Nóng len cái. Ê, lên vậy bệnh đúng rồi, lên. Rồi giật cái thế, rồi giật chạy cái thế. Căng lên chỉ cho, vậy đó. Chỉ được rồi, chỉ rồi. Ai muốn xuống lỏng về xuống lên. Thôi, đợi dẫn đi. Đi thăng 6,5 cút thẳng. Chứ nó thùng luôn nha. Này bôi bằng đơm bằng đầu bò quá. Bơm nước nha, bơm nước bằng đầu bò hả? Vâng. Đầu bò giờ hai nồng nó nhẹ máy. Hai nồng không? Thứ trọng em bán đó. Nhẹ máy. Nhẹ máy. Ủa xài đầu bò máy tắt. Này dùng cái này là dùng cho cái bấm bơm siêu tốc các bà con. Bơm siêu tốc là bơm được nè. Bơm chống ngập chống úng hay là rút nước ra dầm bơm trong xương được kia. Bỏ cái thùng đâu lên cổ xe luôn à. Lại à. Sao lại lại
nó chạy nhẹ hơn cái con. Quay đầu lấy anh, tiếng nó chạy nhẹ hơn con kia. Nó chạy nhẹ nhàng hơn con mới. Mới chạy nó có nặng nề. Bây giờ 150 đổi này người ta đâu nổi. Dễ gì? Có 35 triệu quá nhóc kìa. 150. 25 triệu. 25 35. Cái này nhẹ nhàng dễ chạy ơi. Anh ôm dễ hơn anh. Nè kem nhé. Rồi giấy không? Giấy lên đi, đường xa chịu nổi đâu. Đi ok bye ha.